Ông ta, tao tao vừa tìm được tổ khác, tổ này mềm lắm, nhưng mà vẫn phải kia. Tổ kia anh không đào nữa à? Không. À, thế hay mày đào tổ này đi để tao về tao lấy sau khi ăn đào tổ kia. Cứng. Không cứng đâu, đào đi nhá. Anh đào gì cho với tung này? Không. Vẫn đang đào đi. Có dưới đây có con to lắm đấy nhá. Ok. To thì cũng chỉ bằng ngón cái thôi chứ. Ui, dễ nhỉ. Mày muốn cái kia bao nhiêu vậy? Chụp thế. Ấy. Cái gì ấy? Monica. Ôi cái gì ấy nhỉ? Ui đá quý, đá quý. Đá quý. Đấy. Con nhện. Mày lấy đâu đấy? Em đào trong tổ mối này hay là mối chúa to đấy? Mối chúa. Ừ. Ui, con này to thế nhỉ? Ui, này chắc là ba ba rồi. Con này ăn được không nhỉ? Không phải, ui. Con này. Ba ba. Thì ba ba chắc ăn được. Con này ba ba nó thành tinh rồi. Mày chết nhỉ. Mày đào được nó mày tối về nó mày. Ui. Tối về nó. Nó về nó bóp cổ chết toi. Thế làm nào? Lạy nó đi. Đấy, lấy về lấy nhang nữa. Lại thế nào? Đấy, cúng đi. Lấy về lấy nhang nữa. Mày đào được ở đâu lại chôn nó lại đi. Đấy. Chôn nó lại đi. Anh chôn đi để nó cắn không, em à? Tao động vào nó, tối nó về nó bóp cổ tao chết. Anh nhờ vừa động nó, anh chạm nó. Điên là tao có bắt được nó đâu. Chạm nó đây. Tao bắt được nó đâu. Mẹ, tối nó về. Chạm rồi, anh chạm rồi đây. Chạm đi việc cái gì mày bắt nó ra cơ mà. Anh chẳng bắt. Con này ba ba thành tinh rồi, mày chết. Mày. Ôi. Ờ. Con này nhảy trên núi Côn Lôn rồi xuống ấy. Làm gì còn núi Côn Lôn ở đâu? Núi Côn Lôn ở đằng sau núi Ba Vì ấy. Đi đâu, nó có phiền gì. Ăn không? Ăn được à? Ăn được mà. Chơi đi, anh bảo là con này bị đấy, ăn được à? Bị đấy là gì? Con này là con run đất. Nó kiểu sống lâu năm mà không thấy cái đuôi nó mọc gai rồi đấy à? Thế thì anh bị dở à? Là món run sao xả ớt. Nhiều sán không ăn được đâu. Ăn được. Ăn không? Ăn không? Để tao về lấy đồ đánh tiết canh nhá. Mày đem rửa sạch đi. Đánh tiết canh á? Ừ. Ăn được khỉ ấy. Ăn được. Không ăn được anh mà. Mày nhớ nhá. Không ăn nhá. Thế thì mày đem rửa cho tao đi để tao. Thèm vào. Thèm cái gì? Anh đi mà rửa cho anh. Mày biết con gì anh đấy không? Anh đổi cho em. Mày biết con gì đấy không? Đặc sản đấy. Đặc sản mới gì đốt. Đặc sản hải sản đấy. Rồi. Đi rửa sạch. Hải sản gì? Mày hả? Hải sản ở ngoài biển ấy. Điều. Chắc là nó đục tường độn thổ ở đây. Từ biển về đây mà nó còn sống. Giời, sống chứ không sống. Thế con này là con gì? Mấy trăm nghìn của tao đấy.
Hôm qua tao chôn nó ở đây để tao vừa chôn một con to nó để ra con nhỏ này. Sao đó? Tao đem ra đây chôn để lại mày con to thôi. Để lại con to để cho nó để. Không, tí tao chôn mày xuống đây cho mày để con khác. Dở. Hố này hố thần kỳ mà. Có mà để rồi thì khó. Ba hôm là mày trương bụng lên là mày để ra khối con khác. Đi, rửa thịt cực kỳ đặc sản ngon cực kỳ. Thế mà anh bảo là con gì? Sao nó để ở đây? Hố này hôm qua tao bắt một con về tao chôn xong nó để ra con này. Hố thần kỳ đấy, mày giúp chúng đây mày ở đi. Xong rồi nó để ra thằng... Con này ăn được à? Để ra thằng Mao Mini nữa. Được. Rồi. Hôm nay anh em thế mình sẽ... Thế con này nướng thế nào? Hôm nay anh em mình sẽ làm một món cực kỳ hay. Con này sẽ để nướng mỡ hành này. Con này... Anh ơi, nhưng à, mà... bây giờ... Con này tên là gì? Con Sam. Con Sam á? Bây giờ hấp con này lên để lấy thịt con này để đánh tiết canh bằng con này, bằng tiết canh con này. À đấy. Thì anh đọc A kìa. Từ cắt tiết nó ra. Lấy thịt nó để cắt tiết nó. Tiết à? Cắt tiết nó ra. Đấy, ui, tiết đấy, ui. Sao rồi? Tiết xanh lẻ. Tôi ra cả đất nữa. Chưa rửa sạch à? Chưa rửa sạch. Cái tiết này chắc bỏ thôi. Nó lơ lơ ấy. Lơ lơ á? Ôi, tiết nó như kiểu có mùi trắng ấy nhỉ. Tiết những con ở biển hay mặn mặn. Rồi bây giờ thì hấp con này đã. Mày đem con này rửa sạch đi. Hấp á? Ui, nhiều tiết thế. Kinh nhỉ. Rửa sạch để tí nữa cắt tiết canh để đỡ bị bẩn nha. Tao đem hấp con này để xong bắt đầu lọc thịt nó ra băm vào để lấy tiết con này đánh mày tiết canh. Mày vẫn chưa hết tiết này. Thôi được. Để tí tiết cho nó ngọt. Ôi nhóm lửa, nhóm lửa đây, nhóm lửa đây. Em rửa này nhé. Chín chưa? Chắc là chín rồi. Thơm đấy nhỉ. Ăn được chưa anh? Cho em ăn một chưa. Từ từ, để sang đây để lọc thịt đã. Lọc thịt thử chân này. Lọc thịt đã. Lọc thịt đã. Con... Ui cái gì đấy? Gạch à? Chắc là nước đấy, nước mặn lắm. Ui nước đấy, lắm đấy. Ui. Rồi kệ nó. Nước mặn. Ngấm cái thịt. Ý. Ngấm thì nó ngấm từ nãy rồi. Lượn lên là chẳng ngấm. Ui mỡ ấy sao mọi người ạ? Chưa ăn mỡ nữa. Ăn nó như cái gì nhỉ? Như kiểu cá tanh ấy. Chưa biết được, bây giờ phải lấy được cái thịt nó ra đã. Ăn hay lắm mình ạ. Ăn như kiểu cua chưa sợ chưa chín ấy. Thật đấy. Giống vị cua. Ôi đây thịt nó này. Thêm nữa. Cắt nữa. Thịt nó ngọt lắm. Mày đừng có chấm vào nước của nó mặn. Ủi nước ạ. Ngọt nhỉ? Ăn đây hay ấy. Ăn giống con cua. Đồ bỏ đi, đồ bỏ đi. Đồ bỏ nước ở trong băng đi. Ăn giống con cua anh ạ. Căn bản là anh em mình chưa thịt con này bao giờ nên không biết thịt nó kiểu gì. Rất là khó. Cho em một cái càng. Rất là khó nhằn, từ từ. Rồi. Quay phết nhỉ. Kéo đi. À, đây đây. Chắc là bóc từ trên này. Đấy. Mày mày lại sang lấy cái thìa. Thìa? Ừ. Ok. Mùi nó hăng hăng gây gây ấy. Đây, thịt này. Ui, nước ạ. Này. Em khéo quá. Từ khéo rách ruột nó là vỡ mồm đấy. Ruột á? Thế em ăn cái ruột rồi. Mày điên này, không ăn được ruột nó. Ăn ruột. Bịa. Bịa. Suốt ngày đòi ăn cứt. Thấy cái bát. Con này giống cua lắm. Thấy cái bát này đựng thịt nó, này, thịt nó này. Hay hay ấy. Ăn giống cua cua ấy. Kéo này. Kéo này nó cùn quá. Ui anh cho ra đất rồi. Ui. Trong đây có thịt. Trong đây mảng thịt to lắm. Ui thịt trắng bông này. Ui xa. Thịt ở đây lại ngon nhỉ. Ngọt. Ngọt lắm. Ở ngoài này nó ngấm nước mặn. Bảo gì chẳng nghe. Bảo là bảo chẳng yếng.
thịt sống nó đi thì không nghe. Kéo. Để ăn con này cũng là một vấn đề nan giải. Quá mệt, quá mệt. Rồi. Bỗng đít nó. Bỗng đít nó lắm thịt nhỉ. Móc thịt đi. Rồi. Cuối cùng là đã giải phẫu thành công con này mọi người ạ. Bây giờ để xem thịt nó ở đâu để bóc ra cái bát này. Giải là đánh tiết canh. Đấy, đánh tiết canh bằng cái thịt này đây. Chỗ khâu đít này nó đây, thịt nha mọi người. Em bóc ra nhá. Khâu đít này có thịt rồi. Ôi, ít thịt lắm. Ít thịt chả dám ăn đi, dành để đánh tiết canh để ăn. Mày à bưởi. Anh nó cứ lợ lợ ấy. Anh nó đánh tiết canh là nghe anh phải dùng con tôm chứ. Không có tôm. Ui ruột nó này. Ui. Em. Ruột to thế. Cho em nhá. Ui chết mẹ. Vỡ ruột rồi. Ui. Thịt đâu? Cả một con chó đùng này không có thịt. Nè. Nó có một tí mỡ đây anh ạ. Tình hình khả năng phải đi kiếm cái gì đánh tiết canh đi chứ cái này không đánh được mọi người ạ. Cái trứng tôm ấy. Này thịt nó ấy. Đây có thịt này, nhưng mà thịt kiểu gì này? Ôi, có được cho một núm này này. Có khả năng là con này anh em mình nghịch dại rồi. Bây giờ à, chân nó anh, chân nó. Ừ, thử chân nó xem nào. Chân nó không có ấy. Khả năng bây giờ là anh em mình phải chế biến cẩn thận con kia thôi. Bỏ qua cái món tiết canh này. Hay là về lấy cái gì đánh tiết canh? Để tôm ấy. Tôm lấy đâu ra? Đi mua. Xem. Bây giờ chợ bán rồi đấy. Anh em chợ mà xem. Từ từ. Có thịt, chân nó có thịt. Chân đi chân cua ấy. Xem nào. Con này hỏng mất con, hỏng mất con này mà. Ui, có thịt, có thịt. Ừ, mặn lắm. Mặn á. Ừ. Thịt con này ngon chó đâu nhỉ. Hay hay ạ. Mặn mặn. Lỡ à. Mặn. Đây này, thịt nó ăn như kiểu thịt này này. Mặn mặn đấy. Ngâm ngâm. Lỡ lỡ anh nhỉ. Không ăn thua mọi người ạ. Anh đi kiếm cái gì đánh tiết canh nó đi. Được. Thôi. À, con này thất bại mọi người ạ. Bây giờ anh em mình vẫn còn một con nữa. Hỏng một con. Hỏng mất một con rồi. Thôi đợi tao đây nhá. Ok. Đừng có nướng nhá. Thế em ăn chân nướng nó nhá. Tao lại về lấy mỡ hành nướng. Là thất bại ở cái con đầu tiên rồi mọi người. Và anh em mình vừa phải lấy thịt bò Mỹ ra để làm bổi. Mày thấy thịt bò Mỹ của anh ngon không? Thịt bò Mỹ có thịt lợn gì cơ. Thì bây giờ nó thật ra là thịt lợn nó đắt như thịt bò. Coi như là thịt bò Mỹ rồi. Em cắt tiết rồi. Nào. Anh giữ đi, em cắt tiết rồi. Đấy nhá. Chẻo đúng chỗ này nhá. Em thấy cho anh chẻo này rồi. Chẻo đúng chỗ đấy nhá. Ấy, đũa đâu? Để tao khoáng. Có mày khoáng. Gài thế. Đấy, xéo. Ui. Ui ơi. Anh thấy em kinh điển không? Ui. Thế thôi. Trộn lên. Ui, con này nhiều tiết đấy. Ui. Đùa đâu? Ui. Anh ơi, cho thêm vào đây. Thiếu. Không thiếu đâu. Thiếu. Ui, nhiều tiết thật đấy. Thế thôi. Nhiều. Ui, còn một bát nữa này. Tiết này tí nữa không biết dùng được gì không? Hay là trộn vào thịt để nướng. Mình sẽ nướng mỡ hành con này. Nào mày bỏ nó lên trên đi. Bỏ lên trên tí cho nó đông để tao con này phải làm thật cẩn thận. Con này phải mổ nó ra mọi người ạ. Kiều ơi, anh ơi. Hả? Ui, không ăn được. Hả? Đây như kiểu nước xả công phô này. Điền.
rồi, không người ta lại tiếc này làm nước xả ấy. Em đổ bỏ cái tay nhá. Mày rửa à? Không phí bà chị. Để đấy để tao ăn. Sao xanh lè đấy? Ai xa. Hóa ra nó là như thế này mọi người. Đây. Vất vả mãi mới lọc được nó ra. Ui, toàn nước thế này chả mặn. Nấu cả con thì ăn thế nào được. Đấy, bây giờ phải lọc. Anh lọc được chưa ơi? Lọc được rồi. Ui. Giờ phải cắt riêng từng phần ra. Anh lọc được nguyên cái này ra. Từ từ để bỏ ruột đã. Quách nhờ. Ruột nó đây này, dạ dày nó đây này. Đâu? Lúc nãy mình để cả dạ dày để nướng. Cá kia để nướng. Xong tí nữa mình có để vào đây không anh? Hả? Có tí nữa. Bây giờ phải lọc thịt ra làm thịt đã. Này, ruột nó đây này. Ta bảo nguyên tắc là không được để vỡ ruột. Lúc nãy thì mình làm cá ruột ăn nhây nhớt khó hơn thịt bà mình. Bà mình thịt cũng dễ hơn. Anh chị bao giờ đâu? Trước là thịt rồi. Ui, lòng này ngon, kiểu ngon nó lòng cá ấy. Mày ăn pịa không? Có. Đấy, lấy bát đấy. Tao gắp pịa cho mà ăn. Không biết con này nó ăn gì anh nhỉ? Ai biết được. Nó đít nó ở đấy à? Thịt nó này. Ai à. Đấy. Eo. Đấy, thịt đấy. Cắt lại. Thì nó để lại vào đấy. Mày đổ vào cái bát tiết này đi. Eo. Đông luôn này. Xanh lè đông luôn này. Đóng, đây gọi là tiết canh cỏ. Tiết canh cỏ mọi người nhé. Nhờ, nó ăn con tôm hay con gì này? Tôm. Được, để lại. Con này ăn tôm rồi nhỉ. Rồi, mình sẽ nướng. Ôi, mỗi cục này. Nhưng mà còn chưa biết là trong này có nhiều thịt không, nó đi nướng đã. Cho lên mai nướng. Thử cắt nốt cái này ra xem nướng em ăn được không. Cắt khúc để vào đây. Rồi. Xếp gọn vào đây đi. Từ từ không, nướng ra ngoài, nướng cả kia chứ. Rửa đã. Trên mai nhé. Rửa đã. À. Anh nướng ở ngoài nhỉ? Sao anh không cho lên mai nó mà nướng? Ui, mai nó có cái gì đâu? Không có gì á? Nhưng mà nó thơm. Kéo thế này còn lọc thế này còn được. Đây gọi là được nhiều thịt rồi đấy. Chứ để như lúc nãy anh em mình hấp cả con kia lên. Ui. Trông nó chả có cái gì toàn mỡ thôi. Nhìn như chân con cua ẻm ấy nhỉ? Như chân cua luôn. Hay thật. Rồi bây giờ chỉ đợi chờ kết quả thôi mọi người. Ui xa. Trông cảm giác nó chín chưa anh nhỉ? Chắc là chín rồi đấy. Do đấy. Cho lên đây ăn đi. Ui chín rồi. Dài dài á. Ngọt nhé. Khả năng anh ấy thơm lắm. Kiểu này chế biến kiểu này hay hơn đấy. Sao? Bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức món tiết canh trước. Ăn thử tiết trước. Thử món tiết này nó thế xem miếng. Thử nào. Ngon không? Hả? Anh cầm đi. Cũng ăn được nhưng mà không ngon mấy đâu. Anh không cho nước. Anh không cho mì chính. Có. Cho mì chính rồi. Hay là thịt lợn không ngon. Mày đi kiếm miếng nào. Để đấy thì nó mát không mát mà. Mát mát mà nó không đông hẳn. Có vị thịt lợn mà chứ. Có vị thịt lợn. Thịt bò Mỹ đấy. Giờ mình sẽ thử cái chân nó mọi người nhá. Ừ. Mát lắm mọi người ạ. Đây. Đây là cái miếng đuôi đuôi này. Ngon đấy. Nhiều thịt nhất này. Nó làm thì miếng chân nó. Ừ. Cũng được. Nhưng mà không ngon bằng cua mọi người ạ. Cua ngon hơn. Kiểu nó như là cua nhưng mà mặn hơn.
Lúc nãy nướng mỡ hành là mình không ướp mà gia vị gì đâu nhá. Nhưng mà nó đấy hơn à, cái thịt nó thì thơm. Có tí nó dính vào cái mài nữa. Đó. Như thịt cua luôn. Anh nhìn em ăn con này mà xem này. Cái gì đây? Đây này anh ơi. Cái này mỡ không ăn được. Đấy toàn cái mỡ mà mình cứ tưởng là trứng ấy. Nướng thử lên này. Thịt thế này anh ơi. Cho cá. Anh ơi thịt này. Thịt này. Đó. Thử cái chân nó. Đây chân, chân khá là lắm thịt. Chắc là có mỗi cái chân này là có vị hơn này. Thịt ở trong cái chân này. Em xí ra chị em. Rồi số thịt này mọi người. Đấy. Ở nhà xem nhá. Mềm lắm. Anh giống cua đồng nướng ấy. Mềm lắm nhá. Mùi giống nhỉ anh nhỉ. Mềm lắm đây. Cái vỏ nó mềm mà nó thịt nó toàn bị dính hết vào. Ây, bỏng thế. Nó mặn mặn đấy. Đấy, toàn bộ thịt đấy. Không ăn thua. Cái thịt này mà tỏi ở ra ngoài thì mỡ hành thì ngon nhỉ. Không ngon. Mặn món này bình thường. Mặn, bình thường. Nếu không muốn nói là không ra gì. Cả con Sam được có mỗi mấy cái chân này thôi. Với lại cái đuôi nó nhiều nhiều thịt tí. Cái ăn cái chó gì nhỉ? Ăn được cái cành, em ăn cái cành được. Không ngon. Cái cành ăn được. Cái chân nó vẫn mặn. Nếu mà để mà nói so với cua thì cua hơn nhiều. Cái cành ăn được. Về giá cả thì cua nó đắt hơn tí nhưng mà chất lượng hơn. Dù ăn con này không ngon ấy. Anh như kiểu cua rừng rồng cháy ấy nhỉ. Mặn còn mặn nữa. Có mỗi cái cẳng này nhiều thịt nhất đây này. Nhưng mà nó mặn mặn. Chỗ lòi ra nó dính mỡ hành ngon hơn. Toàn gì dính cái gì sật sật quá. Đâu. Nó mất cái sật sật dưới bên đấy. Trong sật sật không? Bạn thế. Em thử ăn cái họng nó em ạ. Em thử họng. Họng con này nhé mọi người nhé. Ra gì không? Đói ăn được đấy. Như kiểu nhai cao su ấy. Nó cứ hăng hăng ấy. Này anh ơi. Nói chung là anh em mình không ăn được cái này chẳng. Mình mút chán. Thôi điều chuyển sang ăn tiết canh. Nói chung là không hợp với cái món này. Không ngon. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc đây. Bye bye tất cả các bạn nha. Nếu các bạn thấy clip của anh mình hay để lại cho anh mình một like, share, comment, đăng ký kênh của anh chúng mình cả nha. Bye bye. Khả năng là xem trên mạng, trên nhà hàng nấu ngon hơn thì sao? Người ta phải nấu chua hay nào ấy nhỉ? Chả biết được thôi. Xong rồi cất, tao ăn cái cành. Ai cầm mâm về này. Tao đi đào chuột đây. Để đây tí nữa về dọn nhé.